500 mẫu đất. Phu quân đã có dự tính gì chưa? Chúng ta hãy tính toán cho thật kỹ. Đang nghĩ cái gì vậy? Phu nhân à, muội còn nhớ năm trước lúc phu bị bệnh nặng, đem tỉnh trụ đồng độ cao của Trình lão gia. Nhớ chứ, Trình Dương lão bá ủ cá mà. Sao vậy? Hôm nay huynh cùng Trình Sơ tới một quán rượu. Quá trình sản xuất của họ lại còn có đồng độ cao hơn tỉnh của Trình Dương lão bá làm. Chị sẽ uống chết người đó. Đây cũng chưa quan trọng. Quan trọng là chủ tiệm của quán rượu đó thì ra là công nhân của Hoa Lộ Thủy chúng ta. Công nghệ ủ rượu của họ chính là cướp từ Hoa Lộ Thủy của chúng ta. Thảo phản thật rồi. Dám trộm đồ của nhà chúng ta. Sáng mai thần tiếp sẽ tới bắt ả, tới gặp quan. Phu nhân, đừng vội. Hôm nay huynh cũng đã đến xem qua lưu trình ủ rượu của người ta. Cũng đâu có làm giống như nhau đâu. Nhưng mà vẫn lấy công nghệ của chúng ta. Dám cả gan sửa lại. Cho nên huynh nghĩ đi nghĩ lại. Nên không truy cứu trách nhiệm của gia đình người ta. Phu quân có lòng tốt thật. Nếu huynh không làm được, thần tiếp sẽ đích thân trừng phạt hắn. Rõ ràng là con đường làm ăn. Sao lại để cho người ta lấy dễ dàng như vậy? Phu nhân đừng manh động. Huynh có tính khác. Dự tính gì chứ? Năm nay thu hoạch lương thực tốt, triều đình cũng không có ý cấm rượu. Vậy chúng ta nên tích trữ một chút lương thực, chế loại rượu đồng độ cao với quy mô lớn. Cô ấy không phải trộm của chúng ta sao? Cô sẽ đem công nghệ đã chỉnh sửa cô ấy trộm về đây rồi lại chỉnh sửa thêm. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Chúng ta cũng sẽ làm một điều cho họ thấy gậy ông đập lưng ông. Đúng lúc hoàng thượng mang thẳng đối với chúng ta, còn không biết sắp xếp như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ xây một khu ủ rượu mới trên mảnh đất đó. Phu nhân hồ đồ rồi, xây thêm một khu sản xuất, lao động tổn tài không nói, còn sẽ thêm phiền phức, hay là tôi sửa lại chỗ sản xuất qua lộ thủy là được rồi. Nhất phương lưỡng dụng, một bên ủ rượu ngon, một bên để đảm bảo cung ứng nguyên liệu cho bên sản xuất qua lộ thủy. Phu quân anh minh, nhị nữ, bây giờ muội đi tìm Hồ tiên sinh để ông ấy bàn tính với tiền quản gia. Còn nữa, đem việc này nói với lão tướng một tiếng. Nè đợi đã. Sao mới thấy gió đã đói mưa rồi? Vội vàng như vậy làm gì? Nào nào, trước tiên lột hai quả trứng gà cho hai muội ăn. Nào nào, đây là trứng do gà ăn dung đẻ ra đó, rất thơm. Không được rồi, nhảy không nổi rồi. Phu nhân à, hai người tiếp tục nha. Quỳnh đến làm việc chế tác cho Lan Lan, nếu không sẽ không dạy được cho cô ấy. Phu quân cũng có lòng quá. Đương nhiên, giáo chi đạo lý chỉ chuyên mà. Xạo quá. Đa nguyên nhất thứ phương thức. Phương pháp này thật là ngốc quá. Khai bình phương, khai lập phương, còn liên kết luôn khái niệm của số chính xác. Lan Lan này đáng để dạy. Nếu tiếp tục như vậy sẽ trở thành nhà toán học. Người nào sắp trở thành nhà toán học vậy? Tiểu quỷ tốt lắm, tiến bộ rất nhanh. Ngươi vừa gọi ta là gì? Công chúa điện hạ, thật vô lễ. Người xem, trên mặt này tôi đã đánh dấu rồi, nhưng các bước trên đây quá phức tạp, cho nên đã xảy ra sai sót. Nhưng tôi vẫn thích cách tính này của người. Ngốc thực tế, đáng ghét. Nếu không vậy sao lại thích ngươi? Thật vô lễ. Trời ơi, ngươi quả thật trong một đêm đã làm xong hết tất cả đề này rồi sao? Đã thức suốt đêm mà còn tỉnh táo như vậy hả? Mau nghỉ ngơi đi, ta quạt cho ngươi. Cần vậy sao? Chính là mấy đề này. Tôi còn thức một đêm. Các người xem, cái này hơi khó. Tôi thấy nó chỉ là chuyện nhỏ, có nghĩa là đơn giản. Hay lắm rồi đó. Nói ngươi mập còn nổ được. Có bản lĩnh thì tỉ võ cùng ta. Được, tôi xin nhận thua. Không bằng ngươi. Mấy đề này ngay cả sử lệnh cũng làm không được. Vậy mà ngươi nói dễ như trở bàn tay. Nếu những lời này để cho hắn nghe được, ta sợ tức điên mất. Lý sử lệnh là ai vậy? Lý Tuần Phong đó, nhà toán học nổi tiếng. Ngươi chưa từng nghe danh sao?
Tôi đã nghĩ ra rồi, đó chính là thần lão đạo dự tính giở sát tiên có thể trở thành hoàng thượng. Có nghe rồi, nghe rồi. Năm đó tôi có xem sách Thôi Bối Đồ Ngôn ấy, tôi còn tưởng là của người nào chứ, lại xuất hiện đề tài gì mới. Chào Đường Tử. Không có gì. Người nói Lý Tuận Phong cũng có xem qua đề của tôi. Đã xem qua, tính hết 3 ngày 3 đêm chỉ thiếu chút là mệt chết rồi. Nhưng không, vẫn chưa chịu phục. Ra một số đề còn khó liên quan tới căn số, ngươi xem. Kỳ mã vũ này đúng là tốn sức lực. Chưa tới trang trại mà đã đổ mồ hôi rồi. Phu nhân, hay là tắm rồi hẳn qua bên đó. Bây giờ còn tắm, đợi tới mặt trời lặn còn không phải là ướt hết hay sao? Chúng ta đi sớm về sớm, trở về rồi tắm cho thật đã. Phu nhân, tiểu hồ gia có dặn kêu người đem theo rổ trứng gà này. Nhiều như vậy. Phu quân thật là tỉ mỉ. Con nhỏ này, tráng nhịn đi, đợi chút lên trang trại rồi cho mùi ăn thoải mái. Pháp như trọng thứ ba, âm hợp âm thành dương, chỉ dương nguyên chân dương, nhất dương cửu dương sinh. Nhị nương tử, ngươi làm sao vậy, không sao chứ? Tẩu quả nhập ma, vậy phải làm sao? Nhờ cao nhân cứu giúp. Cao nhân ở đâu chứ? Bây giờ, toàn tử, gấp lắm rồi. Nhị nương tử đã bị tẩu quả nhập ma rồi. Ngươi tìm một vị cao nhân nhanh lên. Cao nhân hả? Được. Không đúng, cao nhân ở đây. Ngươi làm rối nữa, tôi sẽ ra án mạng đó. Nhanh lên đi. Cô xem, chỉ cần có ta, tinh toàn huynh, nhất định sinh. Nhanh cho nhị nương tử ngồi dậy. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương quyển. Chó không sủa, phải nghỉ ngơi. Cái này có gì đâu mà phải tính. Sơn Tây Muối cũng có thể tính rõ ràng. Vậy mà nói hắn là nhà toán học danh tiếng. Người làm bỗng cái gì vậy? Ta đang nói là đề này quá ngu rồi. Cái này rất là đơn giản, dùng để làm cơm, xào cải, nấu mì để ăn. Nếu mà dùng nhiều quá, sớm muộn cũng có lúc bất lợi cho thời đại công nghiệp. Thời đại công nghiệp là cái gì? Ngươi lại nói lung tung cái gì vậy? Nhưng mà bổn cung thực sự phải đa tạ ngươi. Ngay cả công trường cũng nói, chất ga đó so với than thì tốt hơn nhiều, lửa cũng mạnh hơn, thời gian rèn sắt cũng tiết kiệm hơn trước nhiều. Người đó cứ chút xíu là lập công ngay. Người nói ta nên thử cho ngươi cái gì đây? Đừng nói những lời ngon ngọt. Đúng rồi, lúc người đến đây đã dùng cơm chưa? Chưa. Phu nhân của ngươi không có ở đó, chẳng có ai tiếp đãi ta hết. Hôm qua đói cả ngày rồi, cũng không biết sót người chút nào. Được rồi, đừng làm rối. Ngoan, người muốn ăn cái gì? Nói đi. Người nuôi gà tới đâu rồi? Ta muốn ăn trứng gà. Được rồi, đi. Tính tương cận, tập tương quyển. Chó không sủa, phải nghỉ ngơi. Yêu quái, ngươi xem tay ta có một đường chỉ, đã nhìn thấy chưa? Các ngươi làm cái gì vậy? Ở đâu ra đường chỉ màu xanh chứ? Tiểu hầu gia, công chúa, nhị nương tử, hắn bị tổ nhập ma rồi. Toàn tử đang trị thương cho hắn. Chào công chúa, chào tiểu hầu gia. Chẳng phải vẫn khỏe sao? Nội khí rất thất thường. Ngươi cũng biết dẫn khí trị thương sao? Cũng biết, tiểu hầu gia. Vậy ngươi nói xem, hắn sao rồi hả? Mạch của hắn giống như là sông đã chảy nước rất xiết. Cái gì mà tùm lum vậy? Ăn nói lung tung. Để bổn cung xem. Đưa tay qua đây. Thảo dân không dám. Kêu ngươi đưa thì cứ đưa đi. Công chúa là người luyện võ, có thể xem cho ngươi, chính là phúc phận của ngươi. Tử Hào, vị tráng sĩ của ngươi võ công cao cường đó, nhịp mạch hanh thông, nội khí hùng hậu, hai cái cao thủ đại nội cũng giống vậy. Hanh thông,
Vậy rốt cuộc là hắn có bị tổ quả nhập ma hay không? Tổ quả nhập ma, loại cao thủ siêu hạng này sao có thể tổ nhập ma được chứ? Hàng ma thì đúng hơn. Vậy rốt cuộc là các ngươi muốn chơi trò gì vậy? Ngươi đang biểu diễn sao? Hắn hình như là có chút đường huyết thấp. Cô đi lấy một ít nước đường tới đây. Tiểu Hầu Gia, không cần đâu. Như vậy tốt hơn rồi. Thật là giỏi. Tiểu Hầu Gia, công chúa, người có biết không, điểm nguyệt đại pháp của những nhân tử rất hay. Bây giờ tôi mạnh như là hổ vậy. Trước đây những bệnh đau lưng nhức mỏi, chân chuột rút bây giờ cũng hết rồi. Toàn tử, tiểu tử ngươi có bệnh đường huyết thấp. Có. Vậy sau này ngươi làm việc phải cẩn thận một chút nha. Ta Tiểu Hầu Gia, ta nói cho ngươi biết, kỹ thuật này của ngươi cũng bình thường thôi, làm mất mặt Hầu Gia này đó. Lúc nào rảnh ta sẽ chỉ cho ngươi vài chiêu. Tạ Tiểu Hầu Gia ân điển. Ngươi đi nấu hai quả trứng gà cho công chúa dùng. Dạ được. Các theo đuổi của Tiểu Hầu Gia này quả thật là cao minh. Có cần chỉ bổn cung vài chiêu không? Ta chỉ đoán thôi, mà người cũng đang nghĩ vậy rồi. Những chiêu của toàn tử quá lộ rồi, còn giả làm võ lâm cao thủ gì chứ. Người giấu được một lúc cũng không thể giấu được cả đời. Tôi nói cho người nghe, theo đuổi thật sự là có chiêu thức, chính là đừng giả tạo. Lại ba qua, cũng biết ăn nói lắm. Công chúa, sợ làm bẩn tay người, chưa lục để giùm người. Người xem, người luôn xuống đi, bổn cung tự mình làm được. Để ta. Trứng gà này lớn hơn so với bình thường. Nào, thử xem. Đây là trứng gà mua về ở nửa đường, chứ không phải nuôi. Nếu mà ta nuôi từ nhỏ, trứng của nó chắc chắn sẽ lớn hơn. Lòng trứng gà cũng lớn hơn so với bình thường, màu sắc cũng đậm hơn. Cũng ngon lắm. Vậy đương nhiên rồi, nếu cái này đem chiên sang ngon hơn. Để tôi dạy cho người. Còn có thể chiên đan sao? Chứ sao, đó gọi là ốp la. Đường tôm rất thích ăn. Không được, cách nuôi gà ngươi cũng cho ta rồi. Bổn cung phải tuyên truyền khắp nơi. Bây giờ còn chưa phải là lúc. Kỹ thuật này còn chưa hoàn thiện. Để tôi cải thiện kỹ thuật. Chúng ta muốn tuyên truyền thì phải làm tuyên truyền tốt nhất. Còn không rõ ngươi sao? Làm gì có lòng tốt như vậy chứ. Biết ngay là có ý đồ với bổn cung mà. Vậy cũng bị người nhìn thấu. Được rồi, mau ăn đi, mau ăn đi. Ăn xong còn phải giải đề nữa. Học trò tốt. Chỉ đem trứng gà không? Sao không để nhà bếp làm chút canh đậu xanh đem lên đây? Phu nhân ngày mai đem, ngày mai muội sẽ làm cho tỷ. Muội nói tiền quản gia đang ăn liên tục, mà cũng không thấy ngon. Một ngày tiền quản gia phải ăn rất nhiều trứng gà. Ăn đi, bây giờ hầu phủ ta sự nghiệp lớn, chẳng lẽ không cho là quản gia ăn được vài cái trứng sao? Hồ tiên sinh cũng vậy. Ăn đi, còn có nhị nương tử, còn có toàn tử, còn có gia hoàng, họ một ngày ăn nhiều trứng gà như vậy. Tất cả họ cộng lại cũng không ăn nhiều bằng muội, còn nói người khác nữa. Học Vịnh à, muội đừng có lấy tay chọc huynh. Dương tử hào này, lúc nào mơ mà vẫn không quên được phu nhân. Phu nhân à, ăn dưa hấu nha. Nhị nữ cũng ăn, cũng cho công chúa một miếng nha. Ngươi vẫn còn biết tới ta. Cái xã hội này thật là. Dưa hấu 7 đồng 5 một ký, chẳng phải không cho người sống sao? Tiền lương một tháng của ta mới có nhiêu đó tiền. Tiền lương. Ta là Hầu Gia rồi,
hay là mua xe trở về để cho Gia Lăng Lăng tặng mình một chiếc. Mau tỉnh lại, có lung tung cái gì vậy? Sao tự nhiên là đánh tôi? Người không giải đề đi, tôi không dễ ngủ được đâu. Không biết chút gì gọi là tôn sư trọng đạo, có ai như người vậy không? Cố tình ra để làm khó học trò, bảo tao thì đi ngủ, còn nói lung tung nữa. Nói cái gì mà lung tung? Tôi nói là trong mơ hả? Cái gì mà tiền lương gì gì mà cái gì là ta Gia Lăng Lăng, cái này là thế nào? Tôi không biết, tôi chưa từng nói. Nói thật đi, tiền lương là ý nghĩa gì vậy? Tiền lương có nghĩa là bổng lộc, tiếng ngoại ngữ, học người, những người da vàng. Diệu hào là gì? Cái này giống như là một loại vui chơi, đại loại như là Yahoo, ý như là Yahoo. Vậy da có nghĩa là gì? Sao lại gọi ta là Gia Lăng Lăng? Gia người xem, gia hoàng là tỷ nữ, gia là từ phản nghĩa, một loại kính ngữ, nghĩa là phu nhân vậy, một cách biểu đạt của tôi. Người thật dẻo miệng. Vậy dưa hấu là cái gì? Trong mộng ngươi kêu nhị nữ tặng ta một miếng. Dưa hấu thì là một giống dưa thôi. Vậy tại sao ta chưa từng thấy? Sao có thể chưa từng nhìn thấy chứ? Chỉ là lớn như vậy nè, bên ngoài vỏ xanh, bên trong thịt đỏ, bên ngoài còn có đường vân bên đó. Đó là quả hàng, chứ dưa hấu cái gì? Bổn cung không cần ngươi tặng, trong vườn của ta có nhiều rồi. Nếu ngươi muốn ta sẽ tặng cho ngươi vài trái. Quả hàng? Hay chúng ta đang nói cùng một vấn đề sao? Tuy nhiên là cùng vấn đề rồi. Trừ quả hàng thì làm sao có thể có quả lớn như vậy? Vậy người có thật sao? Mùa hạ nóng như vậy, tôi còn đang tìm dưa. Người có thể tặng cho tôi vài trái được không? Nếu không thì tôi sẽ đổi lấy trứng gà và qua lục thể với người. Ta không thành đổi với ngươi, bổn cung tặng cho ngươi, không như hai người phu nhân của ngươi. Người xem đi, đường đường là công chúa sao lại nhỏ mọn như vậy? Phu nhân tôi làm việc vất vả trên trang trại, tôi chỉ mời dùng có hai miếng dưa hấu, vậy mà tính toán. Trong mơ tôi chẳng phải cũng tặng cho ngươi một miếng hay sao? Trong mơ người thứ ba ngươi mới nhớ tới ta, ta ghen rồi. Ngươi nói tới trang trại, tôi chợt nhớ ra. Nhớ được cái gì? Sáng sớm quên mất mang canh chua trong tủ cho phu nhân, một chút mang lên cho họ. Để nói một cái, Dương Tử Hào, ngươi cho bổn cung chết trong ghen tức đúng không? Người xem, đừng được là công chúa sao lại ích kỷ như vậy? Phu nhân tôi trang trại làm việc chất giả. Được rồi, nó không lại ngươi. Ngươi đi đi, bổn cung về trước. Chưa tới đâu hết, đã làm 5 lần rồi. Mùa nói ở đây không có canh đậu xanh. Bây giờ có chén canh chua cũng được, nước cũng không có. Phu nhân, có cần muội về lấy không? Thôi đi, đi đủ xa rồi, nhìn chút nha. Phu nhân, để xem đi, phu quân tới rồi. Phu quân, sao quân lại đến? Nắng nóng như vậy, cống hiến cho hai vị phu nhân. Quân không thể chỉ ở nhà ngồi không được, cố tình đem canh chua tới cho hai phu nhân, sẵn cùng hai vị phu nhân phơi nắng một chút. Phu quân thật chu đáo, thần thiếp vừa mới nói thôi, vậy mà có canh chua thật. Mùa còn nói nữa, con cho phu quân một chén đi. Để quỳnh rót cho, hai mùa cực khổ rồi. Uống đi. Phu nhân. Chưa đủ sao? Muốn uống thì cứ uống, còn nhiều lắm mà. Nhanh lên nào, để quỳnh rót cho. Phu quân à, quân tới thật đúng lúc, thần thiếp đang sầu với mấy miếng rừng nhỏ kia. Quân nói xem, nếu mà chặt thì tiếc, nếu để lại thì công nhân mỗi năm làm đất cũng phải làm mấy lần, làm chậm trễ thu hoạch của trang gia.
Quỳnh nghĩ là nên để lại. Nhà của chúng ta cũng không có thiếu thu hoạch. Chặt mấy cây này đi thì tiếc lắm. Không làm được đồ gia dụng, không làm được nhà. Thêm vài chục năm nữa thì sẽ hữu dụng lắm. Cũng chỉ là một chút cây thôi mà. Cho dù có thêm chục năm nữa cũng không dùng được cái gì đâu. Ý của tiền quản gia chính là chặt chúng đi, tìm người làm cho bằng phẳng, liên kết với đất bên dưới. Như vậy lúc trồng trọt sẽ không tốn sức, trâu cũng tiết kiệm được. Tiền thúc nó cũng có lý. Thần thiếp cũng nghĩ nên tìm. Khi tới mùa đông, lúc cỏ mọc, cho cháy một cái, vậy thì nhanh gọn, còn có thể phì nhiêu cho đất nữa. Vậy cứ làm đi, chuyện sau này do phu nhân làm chủ. Sợ trời sắp mưa rồi. Phu nhân à, tiểu hầu gia, về mau lên. Một vụ bắt đầu rồi. Đi nhanh đi nhanh. Mau đi nhanh lên. Mau chuyển qua bên đó đi. Thu vào thu vào. Thần lô của đại được thật là vô lễ. Thật là vô lễ. Nhị nữ, để tiểu điệp tìm một căn nhà thẳng gió để phơi cho khô. Hai ngày nữa sẩm thấp lắm sẽ bị hôi đó. Phu quân khang cái gì vậy? Trên trang trại đều là nhà nát, mưa lớn như vậy còn không bị làm đổ hết sao? Phu quân yên tâm, quan phủ sẽ lo. Lỡ quan phủ không lo thì sao? Sao lại như vậy được? Triều đình mỗi năm đều ủng hộ thiên tai mà, đủ để ứng phó với quà này. Năm nào đại đường cũng mưa lớn vậy sao? Phu quân à, ngay cả cái này mà cũng quên sao? Loại mưa này không lạ. Mấy năm trước mưa lúc 7 ngày 7 đêm lần. 7 ngày 7 đêm? Vậy trang gia làm sao chứ? Chỉ còn cách nào đâu, người lại không thể thắng trời. Wang Jia 为了区的鸡，下的蛋品质超群。王晨雪影要去灭了山寨白酒，可惜被子豪劝阻。下一集，天有不测风云，下起了暴雨，王家庄集体动员救助灾民。我怎么能置口庄子上百八十号人的安危于不顾？当年汶川地震，我就没帮上忙，如今我再袖手旁观。 往事断弦，无声幽念，琴上江湖前。